Con chào cô ạ. Dạ cô ơi, em Linh nhà mình có ở nhà không ạ? Cậu là... Anh à, em đây. Đi vào. Con nghe mẹ hỏi đây, nó là thằng nào? Một tháng nó kiếm bao nhiêu tiền? Nó là kỹ sư hay là bác sĩ hả? Anh ấy là... Là gì? Là TikToker. TikToker. Thôi, TikTok. Con đi đây. Okay. Yêu mẹ. Ok. Này, Linh. Linh. Cậu nói cậu làm nghề gì? À, dạ. TikToker. TikToker. Cậu làm cho kênh nào? Có làm cho đài truyền hình không? Hay là có làm cho ACV không? Mà có làm cho kênh của Lê Cương không đấy? Là... không. Thôi nha. Bỏ mấy cái trò nhố nhăng đi nha. Tôi nói thật cho cậu biết, tập trung vào chăm chỉ học hành, sau này thi vào trường y, rồi ra trường làm bác sĩ thì có phải sướng hơn không? Con chào mẹ. Con đi đâu đấy? Con đi chơi ạ. Chơi với ai? Một người bạn thôi ạ. Bạn nào? Anh. Thôi, mẹ không nói nhiều nữa. Sao nào? Bây giờ là 4 giờ nhá. Đúng 5 giờ phải có mặt ở nhà cho mẹ, nhớ chưa? Vâng. Nhớ phải đúng giờ đấy. Vâng. Giờ hơn rồi đấy. Ui. Ui. Ui giời, này này này, con ăn mặc cái kiểu gì mà hớ hang thế này hả? Thay đi. Được chưa mẹ? Nhìn thì cũng vẻ tạm ổn đấy. Thế nhưng mà đưa mẹ xem nào. Mẹ thấy có vẻ vẫn nguy hiểm lắm nhở. Cái bọn đàn ông bây giờ con biết là nó đều dã man luôn. Tốt nhất theo mẹ là thay bộ khác. Thay bộ khác nha. Như này được rồi chứ ạ?
Mẹ xem nào. Đấy, như thế này mới gọi là mặc, hiểu chưa? Thôi được rồi, đi nhá. Nhưng mà nhớ giờ về đấy. Vui lên xem nào. Thôi đi đi. Con chúc mẹ Lan sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, mẹ Lan của con vẫn luôn là người phụ nữ tuyệt vời, xịn sò nhất quả đất. Yêu mẹ nhiều. Con ơi! Linh ơi! Linh! Linh, con giận mẹ lắm phải không? Con không ạ. Mẹ xin lỗi, chỉ vì mẹ lo lắng quá thôi. Con có biết không, ngày xưa mẹ với bố con yêu nhau ấy, tưởng không thể nào dứt ra được. Thế nhưng rồi cuối cùng hai người cũng bỏ nhau chỉ vì lý do kinh tế thôi. Hậu quả là con cái không được chăm sóc tử tế hẳn hoi. Mẹ sợ con cũng lặp lại như thế. Nên là mẹ đã phản ứng thái quá đúng không con? Mẹ, bọn con mới chỉ trong giai đoạn tìm hiểu nhau thôi. Với lại, ai biết trước được tương lai như nào. Câu chuyện của con chưa chắc sẽ giống câu chuyện của mẹ. Mẹ biết. Dù thế nào đi chăng nữa, con vẫn muốn được sống thật với cảm xúc của chính mình. Mẹ biết mà con. Nếu như mẹ tin tưởng bọn con, thì mẹ hãy cho bọn con thoải mái. Con biết mình đang làm gì mà. Mẹ biết rồi, chỉ cần các con hạnh phúc là mẹ cũng hạnh phúc thôi mà con. Con tha lỗi cho mẹ nhé. Yêu mẹ. Người mẹ nào cũng thương con mình cả. Thay mặt cho một nửa thế giới, chúc cho một điều tốt lành nhất sẽ đến với toàn thể chị em. Happy Women's Day.